thành số cho ngày hôm nay nha. Đây em đã setup xong và các bạn đã thưởng thức được chất âm của dàn loa B12 nhá. Nên cảm ơn nhà anh Đới Thắng đã ủng hộ cho Hoàng Long dàn loa karaoke rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn anh Đới Thắng rất là nhiều nhá. Thì video của trong ngày hôm nay chúng em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn và các bác và anh em đã cùng đồng hành chúng em đi lắp ráp những cái bộ để thưởng thức. Xin chào các bác, hẹn lại các bác vào những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt ạ. Tôi cố quên người ta những hình